Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình chuẩn bị hai quả dừa. Và đây là mình đã nạo, mình gọt một cái vỏ sạch rồi này. Mình nạo nó ra, mình gọt vỏ sạch và mình cũng rửa sạch rồi đó. Hôm nay mình đây là mình chuẩn bị hai quả dừa để mình làm mứt mọi người ạ, à, mứt dừa. Bây giờ mình sẽ lấy cái dao bào này, mình bào nó ra mỏng ra nhé mọi người. Đó. Mình chỉ bào cái nó thành sợi nhỏ mỏng mỏng thôi nhé. Thì mứt dừa này làm cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Bởi vì mình muốn tự làm ở nhà ăn cho nó đảm bảo đó. Chứ mua ở ngoài bây giờ mình cũng không có yên tâm. Mình nên mình tự mua dừa già về xong mình tự làm, mình tự nạo và mình làm ăn cho nó đảm bảo. Đó, mọi người thấy dùng cái dao bào này bào rất là mỏng nhé. Đây mình bào cho mọi người nhìn thấy. Đó. À, bào cái này xong rồi tí nữa mình sẽ đi ngâm với đường. Đây, bây giờ mình cứ tiếp tục mình bào cho nó hết đám dừa đấy nha mọi người. Thì sau khi mình đã bào xong hai quả dừa rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa sạch cái dầu của nó với cái màu sữa đi nhá mọi người, cái sữa của nó ra đó. Thì bây giờ mình sẽ rửa sạch đi, sau đó mình sẽ tiến hành mình để ráo cho nó ráo hết nước, xong rồi mình sẽ tiến hành mình ướp đường nhá mọi người. Đó, nó ra rất là nhiều cái chất dầu nhá mọi người này. Mọi nhìn chưa này, đó. Thì bên Hàn này không có cái dừa dạng như dừa sữa đó, dừa non đó. Cái cùi nó còn non đó, mà không có. Thì mình bắt buộc mình phải mua cái quả dừa già mọi người ạ. Thôi thì làm có còn hơn không, làm mứt dừa ăn cho nó có hương vị Tết và đỡ nhớ quê. Đó, mọi người nhìn chưa. Nó ra rất là nhiều dầu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa sạch nhé mọi người. Thì mình đã rửa sạch cái đám dừa lạo rồi và mình cũng để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ngâm với đường nhé mọi người. Thì nhà mình không có cân nên là mình cũng không có biết để cân đường lên đó. Thì bây giờ mình sẽ áng chừng nhé mọi người, mình áng chừng mình sẽ cho đường để mình ngâm này. Hai quả dừa thì mình ngâm khoảng tầm độ 1 cái nâng cái bát cái tô đường này mọi người nhé. Ui. Cha cha đã rơi ra ngoài. Và bây giờ mình sẽ đảo lên này. Tại cái dừa này nó già quá đó mọi người. Thế là mình sẽ đảo nhẹ tay không thì nó bị gãy hết. Cái này cắt mỏng à, cắt nó bị ngắn quá bởi vì là lúc mình bổ dừa đó thì dừa nó bị vỡ vụn ra nên là mình bắt buộc mình phải cắt sợi mỏng mỏng, sợi ngắn ngắn thế này. Mình cho vừa đường để cho nó khỏi phải ngọt. Mình cũng không thích ăn ngọt quá nên là mình cũng sẽ áng chừng để mình cho đường nó lượng đường vừa phải thôi, nó không ngọt quá. Đó, mình đảo đều lên này. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút đường nữa nha mọi người, sợ nó không đủ đó. Bây giờ mình sẽ để mình cho đường mình đảo đều lên và mình sẽ để trong vòng khoảng 2-3 tiếng để cho đường nó tan ra thành nước đó mọi người. Rồi sau đó mình sẽ cho vào mình đảo trên bếp để cho nó khô.
là mình sẽ được mứt dừa ăn thôi. Thì làm cái này rất đơn giản. Thì mình làm thế nào thì mình sẽ quay lại như thế để chia sẻ cho mọi người. Đó. Bây giờ mình nhào đều lên rồi đó. Và mình sẽ để cho nó đường nó tan ra nha mọi người. Nhìn dừa rất là trắng. Nhìn dừa rất là trắng. Giờ mình sẽ để đây nha. Giờ chảo mình đã bật bếp nóng chảo rồi. Còn cái đám dừa này thì mình đã ngâm trong vòng khoảng hơn 3 tiếng nhá. Bây giờ nước nó cũng đã ra từng này nước rồi mọi người này. Bây giờ mình sẽ đổ vào chảo và mình sẽ đảo đều lên. Đảo đều tay để cho nó đỡ phải cháy đó. Và cho đường nó sẽ khô lại. Cái này mình sẽ đảo đều tay nha mọi người. Để cho nó khỏi bị cháy. Lúc đầu thì mình sẽ để lửa to. Để cho nó sôi, nó cạn nước đó mọi người, cạn nước đường này. Thì cái lúc mình ướp đường đó mọi người, mình ướp xong thì mình ăn thử mình thấy nó hơi bị nhạt đó. Thế là còn thừa đám đường ở trong cái bát ấy thì mình cũng đổ hết vào đây để mình ướp thử mọi người ạ. Thì mình đảo nó sắp khô lại rồi đấy mọi người. Thì cái đôi khô loại này là mình phải đảo nhanh tay, mình không được dừng lại như mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt lửa đi và mình sẽ đảo đều đi nhé mọi người. Mọi người ơi, sau khi mình đã nấu xong thì được một đĩa mứt để ăn Tết đây mọi người. Thì năm nay đã có mứt ăn Tết rồi nha mọi người. Thì mình nấu cũng hơi bị quá tay đó, cho nên là cũng hơi bị vòng vàng một chút đây này. Nhưng mà không sao, vẫn rất ngon và hấp dẫn. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhé. Và nếu thấy hay hãy đăng ký like, chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nhé. Tạm biệt mọi người.